Chiều 12 tháng 1, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập chính thức trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình để chuẩn bị cho trận chung kết lượt đi với Thái Lan trong khuôn khổ AFF Cup 2022. Ngay từ khi bắt đầu buổi tập, huấn luyện viên Park Hang-seo đã cho các học trò khởi động ở khu vực đường chạy Điền Kinh bên ngoài sân nhằm tận dụng thời gian trước khi được vào sân tập và để có thêm nhiều thời gian hơn cho các bài tập chiến thuật. Sau phần khởi động, ban huấn luyện bắt đầu chia nhóm các cầu thủ tổ chức đá bóng ma để luyện tập phản xạ với bóng và bước vào phần tập chiến thuật kín. Theo quan sát của phóng viên báo Quân đội Nhân dân, tất cả các cầu thủ đều có trạng thái thể lực tốt và luyện tập với tinh thần thoải mái. Đây là một tín hiệu vui dành cho người hâm mộ trước trận cầu quan trọng với đối thủ Thái Lan vào tối mai. Đội tuyển Việt Nam bước vào chung kết AFF Cup 2022 với kỷ lục giữ sạch lưới 6 trận liên tiếp. Đây cũng là thành tích tốt nhất mà một đội bóng đạt được tại một kỳ AFF Cup. Trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan diễn ra vào lúc 19:30 ngày mai, ngày 13 tháng 1. Nhóm phóng viên báo Quân đội Nhân dân sẽ liên tục cập nhật hình ảnh trực tiếp trận đấu trên website của báo Quân đội Nhân dân điện tử tại địa chỉ www.qznz.vn.